Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe, thật thành công nha. Hôm nay mình sẽ review hộp thuốc bảo vệ sức khỏe nha. Cái này là thuốc liver nha. Cái này là gan này. Cái này như là bông của atiso xem này. Đó, cái này là giúp bổ gan, giải độc gan, tăng cường chức năng gan nha. Cái này là 12 vỉ, mỗi vỉ 5 viên nang mềm nha. Đó, một hộp này là 60 ngàn. Cái này uống để giúp mình là uống thuốc tây hay là uống rượu bia hay là cơ thể mình nhiều độc tố trong gan ấy. Liên quan đến gan là uống cái này rất là tốt nha. Ngày sản xuất của nó là 2020, ngày hạn sử dụng của nó là 11 tháng 2 và 2 năm nha. Là thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nha, không sử dụng mẫn cảm bất cứ thành phần nào trong thuốc này nha. Đó. Là tất cả các loại đường này, calmatit này, lysine này, khô trùng này. Đấy, bông này, bông atiso, nó có atiso phụ liệu này. Công dụng bổ gan, giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể này. Tăng cường chức năng gan trong các trường hợp viêm gan này, men gan tăng cao, sơ gan nhiễm mỡ này. Nè, đối tượng sử dụng là dùng cho những người lớn trong các trường hợp sử dụng rượu bia, uống thuốc tây này, dài ngày tiếp xúc với hóa chất gây hại cho gan này. Người có chức năng gan kém, vàng da, mẩn ngứa, nổi mề đay này, trứng cá này, men gan tăng cao, ăn uống khó tiêu này. Cách dùng, uống một viên trên một lần, ngày uống 1 đến 2 lần nha. Đó, giờ sẽ ở đây nó có tem đầy đủ. Đó, bóc tem ra nha. Đó. Đó, bỏ ra. Đó, trên nó có một tờ hướng dẫn sử dụng với các thành phần của thuốc nha. Mình vừa đọc ở ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái vị ra mình coi thôi. Đó, một vị 5 viên. Đó. Đó, cũng có đề tên thương hiệu của thuốc rất là đầy đủ đây nha. Này mua ở các cầy thuốc tây đều có nha. Đấy, cái viên nó là sẽ như vậy, mình bóc một viên ra nha. Cái này như là uống sau khi ăn, đấy viên nó là mềm, viên nang mềm, màu nâu nha. Để mình xem nó uống lúc nào cho mọi người biết nhé. Mình nhớ là như là uống thực phẩm này không phải thuốc này, cách dùng này. Không thấy gì uống lúc nào. Cái này mình nghĩ là chắc phải uống là sau khi ăn nha. Nó tại đây không có ghi. Đây chỉ ghi thực phẩm chứ không có ấy đâu. Là mình nghĩ cái này chắc phải uống sau khi ăn nha. Mọi người nên uống sau khi ăn cho tốt cho bao tử rồi nha. Đó, mọi người hãy mua dùng thử, nó sẽ giúp mình cảm thấy cơ thể mình không bị nóng trong người này. Rồi mụn trứng cá đồ cũng đỡ nha. Rồi mình thấy có một người sử dụng nó mình như vậy là mình thấy rất là ok nha. Mọi người mua dùng thử nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Đừng tiếc cho kênh lượt like và đăng ký kênh. Mọi người cần mình review đồ gì hay là món gì cứ bình luận dưới nha. Cảm ơn một người đã giúp mình ý tưởng này nha. Xin chào tất cả mọi người trong video mới nhất.